Audio Jungle. Thì tiếp theo mình sẽ quay cho bà con xem về cái phun thuốc giai đoạn phân tầng này. Thì đây là cái giai đoạn phân tầng, thì mình hướng dẫn bà con phun á, thì phun ở đây dạng sương mù nha. Phun cũng tập trung vào hai phần lá, dưới lá và trên mặt lá. Thứ nhất là cho lá nó hấp thụ nhanh. Cái thứ hai là không bị rửa trôi khi gặp sương muối như mình nói ở clip trước. Thì bà con để ý này, những cái cành bơ mà mình làm cành á mà phun thuốc á, toàn là nụ rất là to, tán rất là khỏe. Thì nên cái vấn đề làm cành mình nhắc lại bà con làm cành á, rất nhiều cái lợi thế. Nhất là nụ nó đều, to, phân tầng rất là đẹp. Thì bà con cứ phun cho mình giai đoạn phân tầng này, tất nhiên cây bơ nó sẽ nở không bó đều. Có nghĩa là có nụ cái phân tầng. Thì bà con cứ phun thuốc bình thường cho mình thôi. Bà con phun được 2 lần là được rồi, không cần quan trọng là 4 5 lần hay là 5 6 lần gì đó. Bà con cứ phân tầng mỗi giai đoạn mà con phun cho mình được 1 đến 2 lần là được rồi. Sau khi đó bà con cứ tưới nước giữ ẩm cho mình độ ẩm từ 60 đến 70%. Sau đó đợi hoa nó nở xả nhụy thì bà con nhắm được cái quả mà nó nằm ở 60% hoặc 50% thì bà con tiến hành phun canxi bo cho mình. Và sau đó khi xả nhụy xong bà con phun thuốc hãm ngọn chặn đọt. Đó là cái vấn đề mà phun thuốc ở giai đoạn phân tầng thứ hai. Thì mình cũng nói bà con phải theo dõi thời tiết khí hậu cho mình nha, để kiểm tra tình hình khí hậu. Nếu mà thời tiết nó mưa hạt nấm hạt sương muối thì bà con phải gọi cho mình để mình có những phương án hướng dẫn cho bà con chúng ta khắc phục. Thì với clip này mình quay bà con xem toàn bộ giai đoạn phân tầng thứ hai. Thì giai đoạn này bà con chỉ phun thuốc cho mình được một lần, cách nhau 7 ngày nữa là xong. Và lúc đó bà con nghỉ để cho cây nở và bà con duy trì độ ẩm cho mình. Thì cái vấn đề phun thuốc này mình vẫn nhắc lại bà con là phun ở chế độ sương mù, không nên phun mạnh vào cánh hoa hay là tầng hoa, thì khiến cho cái hoa chúng ta nó gãy đi, mà tập trung phun vào lá là chính nha. Mình nhắc lại bà con tập trung phun vào lá cho mình, mặt trên lá, mặt dưới lá, để cho hấp thụ, để dinh dưỡng nó nuôi trực tiếp vào nụ hoa và giữ độ ẩm cân đối cho cây bơ chúng ta, thì lúc đó nó sẽ nhụy và đậu quả rất là cao và hiệu quả. Thì cái vấn đề đó là vấn đề mình nhắc nhở bà con rất là nhiều lần. Thì cái đây mình quay ở clip trước mình cũng nói rồi, thì clip đây mình nói lại cho cụ thể để con xem ở giai đoạn phân tầng thứ nhất. Thì mình quay lúc này cũng giai đoạn gần Tết rồi, thì hôm nay là clip này mình quay cũng là ngày 24 tháng 12 2017 âm lịch. Đó là gần Tết rồi, còn có mấy ngày nữa. Thì những bà con nào ở lứa bông này thì bà con cứ yên tâm, xả nhụy xong thì mình khẳng định là phần trăm đậu là gần 80% là xả nhụy này đậu, và rất là thuận lợi vì thời tiết này. Thì sớm như mình sẽ có hướng dẫn cho bà con những phương pháp mà khắc phục cho trái chúng ta sẽ lâu rụng, thì mình sẽ hướng dẫn ở tất cả clip sau. Thì từng giai đoạn mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho bà con, nên bà con đừng có lo lắng về vấn đề mà trái rụng sớm hay rụng muộn. Nhưng vấn đề ở đây là bà con làm đúng kỹ thuật cho mình, tưới nước rồi giữ độ ẩm cho đầy đủ cho mình, để cho cây bơ chúng ta nó đạt được một mùa năng suất cao. Thì hồi nãy giờ bà con để ý á, những cây bơ này toàn là nụ rất là to, vì cành chồi á thì mình cho làm rất là thông thoáng nên cái tỷ lệ đậu rất là cao. Nên nhiều bà con ta cứ nghĩ cành nhiều hoa nhiều là đậu nhiều, nhưng cái đó là bà con sai lầm rồi. Hoa nhiều chưa chắc là đậu. Bà con làm ít cành, nụ nhiều nhưng mà nó chắc, những nào cái cành nào nụ nào ra ở đậu luôn, bà con yên tâm hơn. Còn hơn là thay vào đó bà con để nụ rất là nhiều xung xê nhưng mà nó không có đậu, thì cái đó nó cũng rất tiếc cho bà con dân chúng ta. Thì một lần nữa thì bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video tiếp theo, mình sẽ nói từng video để con xem. Thì đây là lứa bông đợt 1 nha. Thì ở lứa bông đợt 2 thì mình cũng khuyên bà con á, nếu mà thời tiết có thay đổi về lượng mưa hay là sương muối như thế nào á, để tránh tình trạng mà lượt bông thứ hai rơi vào tình trạng là nụ hoa phát thành ngọn hết. Thì mình đã đi làm một số vườn rồi, cái này mình chia sẻ để bà con chúng ta, nông dân chúng ta đưa ra được cái phương án khắc phục, để tránh tình trạng mà khi những cái đọt nó phát thành ngọn hết rồi thì bà con có tiếc nó không muộn. Thì cái việc an toàn nhất là những lứa bông đợt hai bà con nên phun thuốc chặn đọt cho mình, để những cái nụ đó nó già đều và chắc chắn nó sẽ là hoa hết, thì bà con có thể yên tâm hơn cho mình. Cái đó là mình khuyên và chia sẻ với bà con á. Thì tất cả clip á, đều mình quay á, đều rất là chi tiết và rõ ràng về cây bơ. Thì bà con cứ theo dõi và những hình ảnh mình quay rất là rõ ràng và chi tiết về giai đoạn phân tầng thứ nhất và phân tầng thứ hai, để bà con xem và hiểu rõ hơn về cái vấn đề mà chăm sóc cây bơ bút và cây bơ thường. Thì vấn đề bơ bút và bơ thường thì hai cây bơ này nó khác nhau. Thứ nhất là cây bơ bút á, thì nó
ra ho xả nhị nó vẫn còn lá, còn với cái bơ thường á, ra ho xả nhị á thì nó không còn lá. Thì hai vấn đề nó liên quan, nói chung là trái ngược nhau. Nên với cái bơ thường mình sẽ nói riêng cho bà con xem và hiểu, còn với cái bơ bút á mình sẽ đưa ra phương án riêng cho bà con xem hiểu. Thì ở cuối clip này mình cũng sẽ quay cho bà con xem về một cái bơ thường trong giai đoạn phân hóa mầm ho và xả nhị. Vậy một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh đi, mình sẽ quay tất cả các video cho bà con xem. Xin cảm ơn bà con ạ.